Vâng, chào mừng tất cả các bác đã đến với video về bếp của em trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Tiếp tục lên sóng cho các bác một số mẫu bếp ga hàng Nhật nội địa với tính năng an toàn tự động tắt bếp, tự động khóa ga. Một trong những cái dòng bếp mà hiện nay được ưa chuộng trên thị trường bếp ga. Người Việt Nam mình thì bây giờ mới tiếp cận được cái dòng bếp Nhật này. Nó rất là an toàn và tuyệt đối là tiết kiệm ga cả nhà nhé. Mỗi buổi tối thì em đều lên các mẫu cho cả nhà mình và sẽ có những cái hình mẫu mã, hình thức, số tiền khác nhau. Trong cái video này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người 6 mẫu bếp. Thì trong đó có 3 mẫu bếp main và 3 mẫu bếp kính. Mọi người chọn theo cái nhu cầu sử dụng, mục đích cũng như là túi tiền của mình nhé. Nguồn tài chính của mình nó phù hợp thì chúng ta chọn một cái chiếc bếp nó phù hợp. Làm sao miễn là nó đã mang lại cái sự an toàn và tiết kiệm cho gia đình mình. Đó, một cái đặc tính rất là quan tuyệt vời ở cái dòng bếp Nhật mang lại. Cái mã đầu tiên em giới thiệu ngày hôm nay là cái mã của dòng Paloma, mã B1, em ký hiệu là mã số B1. Cái chiếc Paloma này này thì nó là cái dòng đời cao các bác nhá. Dòng đời cao thì dùng nó rất là lướt tay, dùng cực kỳ lướt, cứ thích luôn. Con này đời 2021 ạ, 2021. Thiết kế bởi cái mặt men rất là mịn màng nhá. Mặt men của con này có màu nâu đen, màu nâu đen. Màu này thì nó sẽ sang và cũng rất là sạch sẽ. Đó, chia lửa đã bằng nhôm rồi, nhôm nguyên khối. Các bác nhìn cái chia lửa của con đời cao nhé, nó rất là sắc nét, vô cùng là đẹp. Phía trên thì có chắn dầu mỡ bằng inox như thế này mọi người. Hạn chế quá trình dầu mỡ cũng như là nước nó chảy vào trong họng bếp. Một chiếc bếp có thể nói là rất là đẹp về hình thức. Đẹp về hình thức các bác nhé. Những chiếc bếp đời cao thì dùng bao giờ nó cũng lướt hơn. Bản thân em gia đình đang dùng thử một chiếc bếp như thế này, rất là lướt tay mọi người nhé, bấm rất là nhẹ và lên lửa rất là đều nữa. Chiếc này thì mã số B1 này thì đời 2021, với chức năng cảm biến nhiệt hai bên, đo nhiệt độ đáy nồi bởi hai tim cảm biến ở hai bên. Khi nhiệt độ đạt đến mốc 250 độ C trở lên thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga. Đó là cái tính năng của nó thôi. Còn cái bếp này thì ngoài hai chức năng nấu, hai bếp nấu và một cái lò nướng ở giữa thì nó không có chức năng gì thêm. Nó chỉ có chức năng là nấu và nướng thôi. Nhưng mà cái tính năng của nó là cái tính năng tiết kiệm, tính năng an toàn, tự động tắt bếp, tự động khóa ga các bác nhé. Khi mà nó đã tắt bếp rồi thì nó đã tự động khóa ga luôn. Rất là an toàn, chống cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra. Đó, mã số này thì đời 2021 này thì dòng Paloma em bán cho các bác giá là 2.700.000 đồng nhé. Mã số B1 em lên ạ. Vâng, em chuyển sang cái mã số B2. Mã số B2 cũng là một cái thương hiệu đến từ cái hãng Paloma, cũng là dòng phím nhấn như thế này. Tuy nhiên thì con này có thêm chức năng, là chức năng cháo này, nấu cháo này. Chức năng chọn nhiệt độ nấu 180 độ C là cái nhiệt độ chuẩn đấy các bác nhá. Nhiệt độ trung bình chuẩn đấy. Con này bên bên tay phải sẽ có nốt ngắt ở bên máy. Dòng này là cái dòng mặt men rất là dễ lau chùi vệ sinh và đặc biệt thì nó là gam màu sáng, màu ghi sáng. Phù hợp với các bác nào thích gam màu sáng thì chúng ta chọn cái chiếc bếp như thế này. Với cái thiết kế này, kiềng inox đó nha. Kiềng inox ạ. Và chiếc bếp này thì nó là đời trung. Đời trung, nó không phải là đời cao. Đời của nó chỉ rơi vào năm 2012. Năm 2012 thôi. Nhưng nó lại rất là bền các bác nhá. Dòng này dùng cực kỳ bền luôn và em bên em bán rất là nhiều những cái mặt hàng như thế này. Đây thì khay nướng, vị nướng ở bên trong chúng ta có thể tháo rời ra để vệ sinh được. Đó, rất là tiện nha các bác nhé. Dòng này thì dùng rất là chắc chắn này, bền này. Đó, và chia lửa đẹp. Con này chia lửa bằng đồng. Cái dòng đời trung và đời thấp thì thường thường chia lửa bằng đồng các bác nhé. Chia lửa bằng đồng này thì nó vì độ bền của nó thì vĩnh cửu rồi. Độ bền của nó rất là cao. Tuy nhiên thì có một khuyết điểm, đó là cái khi mà bắt lửa thì nó bắt không đều. Nó bắt không đều, chúng ta cần dùng cần gạt để gạt đi gạt lại này. Đó, là nó mới đều lửa nhá. Đó là cái đặc tính của nó thôi. Và gạt đi gạt lại thì lúc nó lên lửa đều thì nó rất là xanh lửa. Đó. Còn chiếc này thì em đời 2012, em ký hiệu mã số B2, bán ra cho các bác giá là 2.400.000 đồng nhá. 2.400.000 đồng một chiếc bếp phím nhấn đa chức năng. Em quay sang mã số thứ ba là đến với cái thương hiệu Zinai. Thương hiệu Zinai này thì nó cũng là cái dòng bếp nhấn đơn giản thôi, nhưng là dòng bếp đời cao chất lượng. Thuộc dòng bếp đời cao chất lượng với gam màu. Màu này là màu xám đen. Màu xám đen mọi người nhá. Màu này thì nó lại sạch ạ. Rất là sạch luôn. Đây, tiết cửa chi lửa của con đời cao như thế này. Đúc đặc như thế này. Ngăn dầu mỡ và hạo nước chảy vào trong họng bếp luôn. Đó. Một chiếc bếp của nó là khá là đẹp.
đời 2020. À con này đời 2022, em xin lỗi. Đời 2022 rất là cao các bác nhá. Dùng được với cái chiếc đời cao như thế này thì nó sẽ tiết kiệm là nó sẽ rất là nhạy cũng như là nó rất là lướt. Dùng mình ấn nhẹ thôi là nữa nó đã lên rồi. Con này thì chúng ta dùng pin tiểu này, đặc biệt nó không phải là cái dòng pin pin đại. Dùng pin tiểu như thế này thôi và chúng ta lắp vào là chúng ta làm nguồn để chúng ta đánh pin thôi nhá, à đánh lửa thôi nhá. Bởi vì vốn dĩ nó có IC ở phía trong thì cái này chỉ làm nguồn để đánh lửa thôi. Đó, một cục pin đạ pin tiểu như thế này là rất là đơn giản nhé, thì chúng ta bỏ như này. Cái này thì khi nào hết pin thì chúng ta thay thôi. Nó sắp hết pin thì nó sẽ báo hiệu ở cái đèn nhấp nháy này cho chúng ta biết là trước một tuần gì đấy là nó sẽ báo nhấp nháy liên tục. Và chúng ta biết là nó yếu pin và chúng ta chuẩn bị thay pin thôi ạ. Đó, ô đôi pin tiểu này rất là dễ mua rồi, chúng ta mua cái pin tốt mà dùng nhé các bác nhé thì sẽ được lâu, không tốn kém đâu. Đặc biệt thì cái dòng này nó xanh lửa, rất là xanh lửa, tiết kiệm ga chúng ta. Nó cũng là cái dòng mặt men, dòng mặt men nó rất đẹp và rất là mịn màng. Chiếc này thì em đang bán ra cho cả nhà giá là đời 2022 là 2 triệu 800 nghìn đồng đấy các bác nhá. 2 triệu 800 nghìn đồng mã số B3 đấy ạ. B3 là 2 triệu 800 nghìn đồng vì nó là đời 22. À, em nhầm lúc nãy là em lại tưởng là đời 20 nhưng mà con này là đời 22 đấy. 22 thì phải là 2 triệu 800 nghìn đồng các bác nhá. Một chiếc bếp đời cao rất là đẹp luôn ạ. Em quay sang một cái mã số thứ tư, mã số B4. B4 giới thiệu cho các bác một cái dòng bếp mặt kính. Dòng này nó là full chức năng ạ, full chức năng. Nhưng mà lò nướng của nó có đồng hồ hẹn giờ nhưng mà một tầng lửa các bác nhé. Đồng hồ hẹn giờ của con này nó có thể hẹn giờ cho cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Tức là một một đồng hồ nhưng có thể hẹn giờ cho cả ba bếp. Chế độ chọn nhiệt độ trên rán 160 đến 200 độ C, nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ ba bếp. Đó là chức năng của chiếc bếp Zinai này. Đó. Dòng này nó là cái mặt đá, à mặt kính giã đá. Chúng ta trông nhìn nó như là mặt đá nhưng mà thực ra nó là mặt kính các bác nhá. Với tét lửa bằng đồng này. Đó. Siêu bền luôn. Con này thì siêu bền luôn. Cái này là cái vết bẩn thôi các bác nhá. Cái vết bẩn thôi, nên em lau đi là nó sẽ sạch. Đó. Đây, tét lửa bằng đồng này thì bền lắm luôn. Không biết khi nào mới hỏng được. Đó. Một chiếc bếp mà mặt kính như thế này, viền thép ạ. Con này hoàn toàn là thép nhá. Viền thép mạ men. Kiêng thì là thép chống rỉ. Còn chắn khói cũng là thép mạ men. Như vậy là cái bộ này thì Zinai này thì em đang bán ra cho cả nhà giá là 3 triệu 700 nghìn đồng nhá. 3 triệu 700 nghìn đồng thôi. Đó, một cái mẫu B4. B4 dòng mặt kính mà chỉ có 3 triệu 700 nghìn đồng, rất là rẻ đúng không ạ? Em quay sang mã số B5 giới thiệu cho các bác một chiếc mắt ếch. Đó, với cái gam màu xanh coban. Chiếc mắt ếch này với xanh gam màu xanh coban và nó full chức năng. Chọn nhiệt độ chín rán 160 đến 200 độ C, hẹn giờ nấu nước. Nước sôi tự tắt ổ ấm 3 phút, ổ ấm 10 phút, chế độ nấu cơm, nấu cháo. 3S ở bên bếp phải nhé, cũng một tầng lửa lò nướng thôi. Nhưng con này sở hữu một cái mặt kính ở bên trong màu xanh coban rất là nổi nhá. Xung quanh nó là viền thép mạ men. Cái kiềng này là cũng là kiềng thép này. Đó. Nó có 3 mẫu như thế này, ôm trọn này đế kiềng. Đế kiềng là bằng gang. Dòng này nó là cái dòng họng đúc vô cùng là bền. Họng đúc rất là bền này các bác nhá. Nấu thì không biết khi nào mới hỏng luôn đấy ạ. Đó, một cái chiếc bếp mà dùng mặt kính này giá chỉ có 3 triệu đồng thôi, rất là vừa vặn. Chúng ta dùng nó cực kỳ bền và cũng rất là đẹp nữa. Mình nấu ấy, cái lửa nó phản chiếu xuống cái nền kính màu xanh nó vô cùng là bắt mắt. Rất là lỗi luôn mọi người nhá. Để trong không gian bếp nhà mình rất là đẹp nữa. Dòng họng đúc siêu bền của dòng mắt ếch Osakaga. Chiếc này là 3 triệu đồng ạ. Em còn một chiếc duy nhất các bác nhá. Và ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một chiếc mặt đá. Đó. Mặt kính có này, mặt men có này. Và bây giờ thì giới thiệu cho các bác một chiếc mặt đá đời cổ nhá. Cái dòng này thì nó là ra đời lâu rồi các bác nhá. Có thể gọi là cái dòng đời cổ. Nó thì gọi là, chính xác nó là cái dòng nồi đồng của đá. Ở bên trong nó là lò nướng 2 tầng lửa. Khay nướng vị nướng bằng inox nhá. Lò nướng 2 tầng lửa, cái này tương đương với cái dòng Paloma môi chè đấy. Nó cũng giống như cái dòng Paloma môi chè 340WA đấy. Đó, siêu bền luôn, siêu bền luôn. Đồng hồ hẹn giờ cho bếp trái bếp phải này. Chế độ chọn nhiệt độ trên rán 160 đến 200 độ C này. Chế độ nấu nước, này, nấu cơm này. Đó, nấu nước và nấu cơm nhé. Chế độ chọn nhiệt độ trên rán nhé. Đồng hồ hẹn giờ nhé. Ở bên này thì chế độ 3S thưa các bạn. Chế độ 3S, cắt cảm biến 3S. Lò nướng thì 2 tầng lửa luôn ạ. Đó. Con này chỉ có chế độ là hẹn hẹn giờ của bếp trái bếp phải này. Đó. Lò nướng thì 2 tầng lửa các bác nhá. Cái này ngắt cả biến bay dành cho bếp phải luôn. Mặt trên của nó là cái mặt đá mà ánh kim. Mặt đá như người có nhũ kim tuyến ấy, rất là đẹp luôn, rất là nổi luôn.
và bộ test lửa của nó bằng đồng này. Cho các bác xem, lấy lên các bác. Đấy, em xin lỗi. Cái này nó hơi chắc một chút. Đấy, lấy lên cho các bác xem cái bộ chế độ bằng đồng. Nó đen như thế này thôi nhưng mà nó bền lắm các bác ơi. Đó, các bác thấy là cái này nó cũng đang là cái nguyên bản của nó nhá. Chưa thay, nguyên bản của nó đây. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn được như thế này. Thì các bác có dùng thêm hàng chục năm nữa thì nó không sao. Đó, rất là bền luôn. Đó là siêu siêu bền luôn các bác nhá. Đó. Một cái chiếc bếp mà Paloma dòng mặt đá như thế này, em xem cái đời sản xuất con này rơi vào đời 2012. Nó cũng không quá sâu đâu. Không quá sâu, đời 2012 là cái tem zin của nó đấy, đời năm sản xuất zin của nó đấy. Nhưng mà cái thiết kế của nó mang tính chất cổ điển. Thiết kế của nó mang tính chất cổ điển. Đó, các bác thấy không? Lửa nó rất là nhạy, rất là đẹp này. Đó. Cực đẹp luôn. Con này thì em đã nối ga, nối pin. Nó nối ra lắp pin vào đây này. Pin của nó nằm ở đây các bác nhé. Khay pin của nó nằm ở đây. Các bác lắp theo chiều âm dương cho em. Đó. Rất là ok. Lắp ga, lắp pin rồi thì chúng ta chỉ việc bật thôi. Đó. Bếp rất là đẹp luôn. Một chiếc bếp mặt đá đời cổ mà giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé. 3 triệu 500 nghìn đồng. Và hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một cái chiếc này. Nó mang phong cách cổ điển. Mang phong cách gọi như là bếp cổ. Đó. Mặc dù nó là đời 2012 cũng không quá sâu đâu. Nhưng các bác nhìn này, quan sát trên màn hình các bác thấy cái lửa của nó, cái tép đồng của nó bền đúng không? Chia lửa rất là đều nhá. Thường thường thì tép đồng với chia lửa nó bắt lửa không đều đâu. Nhưng mà chiếc này nó bắt đến lửa rất là đều. Bắt lửa rất là đều và rất là xanh nữa. Đó, dòng mặt đá là rất là nặng luôn nhá. Nồi đồng cối đá mà. Đó, siêu bền, siêu 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 đẹp luôn. Lửa quá đẹp luôn các bác nhá. Với gam mặt đá anh kim 3 triệu 500 nghìn đồng, rất là rẻ luôn nhỉ. Một chiếc bếp mặt đá của Paloma với đời 2012 quá là ok rồi. 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Đó, ngày hôm nay thì em lên cho mọi người 6 mẫu như thế. Với mã số B6 là 3 triệu 500 nghìn đồng mặt đá này. Đó, B5 là cái con Osaka mặt kính màu xanh coban 3 triệu này. B4 là con mặt kính giả vân đá này, 3 triệu 800 nghìn đồng này. Và cái con Zinai mã số B3 mặt men nhá, dùng pin tiểu này này. Con này có 2 triệu 800 nghìn đồng thôi. Con này là cái dòng pin tiểu đồng đời 22 rất là cao, 2 triệu 800 nghìn đồng. Chiếc B2 thì nó quay về cái dòng Paloma đơn giản full chức năng, đa chức năng thôi nhá. Nó có thêm hai chức năng nữa. Con này 2 triệu 400 nghìn đồng. Và quay về mã số B1 với một chiếc Paloma đơn giản mặt men rất là láng mịn và dòng đời cao 2021, 2 triệu 700 nghìn đồng. Ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác 6 mẫu như thế này. Các bác nào ưng mã nào thì có thể chụp màn hình giúp em nhé. Chụp màn hình giúp em. Hoặc là chúng ta có thể vui lòng liên hệ theo chơi số Zalo cho em. Để chạy suốt dọc chút hành trình video để chúng ta nói mã số cho em thôi nhé. Mã số từ B1 đến B6 thôi. Đó, bếp ga Nhật mang lại cái sự an toàn cho gia đình mình. Mình bỏ một số tiền ra đầu tư một chiếc bếp ga Nhật. Để chúng ta yên tâm là nó không có bị cháy nồi nữa. Mặc dù có quên hay là có đi ra ngoài làm công việc khác thì chúng ta cũng yên tâm rằng là nó sẽ không bao giờ có hiện tượng cháy nổi hay cháy nổ hỏa hoạn, gây ra những hậu quả đáng tiếc kể cả vật chất lẫn con người nha. Đó. Như vậy là các bác ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác 6 mẫu 3 bếp men, 2 bếp kính và 1 bếp đá như thế. Với cái số tiền khác nhau từ hơn 2 triệu, chúng ta đã có một cái chiếc bếp Nhật rất là đẹp. Siêu nhạy luôn các bác nhá. Tất cả những cái bếp mà em đã lên video đều là những bếp em tuyển chọn và chắc chắn rằng là khi test nó sẽ rất là ok rồi. Bao đẹp, bao chất lượng và bao lửa đẹp, bao tính năng cảm biến cho cả nhà nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của em. Xin chào và hẹn gặp lại.